hai cả nhà. Mọi người ơi, em Yến vừa về cho anh chị một lô Winner màu sơn 3D cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Và giá hiện tại của em nói thì đang rất là tốt luôn, chỉ từ khoảng 33 triệu 700 nghìn đến tầm 38 triệu 900 nghìn cho các màu sơn 3D phiên bản ABS luôn nha cả nhà. Và hiện tại bên em vẫn đang có chương trình ưu đãi cho mọi người là khi anh chị đến cửa hàng mua xe đặt lịch trước sẽ được hỗ trợ xăng xe đi lại từ 1 triệu đến 2 triệu đồng giảm trực tiếp vào giá xe nha. Và sẽ có hỗ trợ thu xe cũ lên đời xe mới cho khách hàng, cũng như là tặng tiền mặt cho các bạn nào có dẫn người thân bạn bè đến cửa hàng giới thiệu mua xe bên em Yến nha. Đây, một số màu sơn 3D cho cả nhà ha. Ở đây thì màu sơn 3D em có nhận lên sơn xe theo yêu cầu, cũng như là thiết kế màu tem theo yêu cầu cho cả nhà ha. Ví dụ như anh chị đã ưng cái mẫu xe này rồi, ưng cái màu tem này rồi, nhưng mà anh chị chưa còn thích thiết kế màu tem khác, hoặc là muốn sơn cái chữ theo cái ý của mình, thì mình cứ liên hệ để em có thể là tư vấn hỗ trợ là sơn theo ý của mình nha. Và màu sơn 3D thì bên em Yến đang hỗ trợ bảo hành cho mình là 1 năm. Các trường hợp bong chóc sơn, ủ sơn thì em sẽ sơn lại hoàn toàn miễn phí nha cả nhà ơi. Còn về máy móc thì em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị là từ 3 năm. Mình sẽ được cập nhật bảo hành qua app My Honda 3 năm trong vòng trong các cửa hàng Honda trong cả nước, hoặc là 30.000 cây tùy trường hợp nào đến trước nha. Đây, một số sơn 3D ha, màu xanh đỏ nha mọi người. Đây, em có lên cho mình một màu Red Bull nha. Màu này thì hôm trước bạn nào hỏi em thì hôm nay em có lên sẵn xe cho các bạn rồi nè, nên là sang lẹ lẹ sớm sớm nha. Em có cả hai phiên bản cho mọi người luôn, ABS và CBS luôn, tùy theo tài chính của mình tự cân nhắc ha anh chị. Dạ đây, Red Son ha, tem số 59 rất là đẹp luôn nha. Đây là chắc là phù hợp cho bạn nào ở Sài Gòn nè, 59 nha. Thường ở thì cái thiết kế tem ở bên trong á, ví dụ như mà em quay như thế này anh chị chưa xem được cái màu xe hết toàn bộ con xe luôn, thì mình có thể là chụp lại cái màn hình rồi gửi qua Zalo cho em để em gửi cái màu xe qua cho anh chị xem cho kỹ hơn nha mọi người. Đây, em có hai em màu xám xi măng và xanh xi măng ha. Hai em này thì đi gần như là một kiểu tem giống nhau nè, nhưng mà về cái màu thì sẽ khác nhau hơn một xíu, rồi cũng như là phụ kiện theo xe thì sẽ khác nhau một xíu. Cho nên là bạn nào ví dụ như bạn ưng cái mẫu xe nào, rồi bạn lên muốn lên những món phụ kiện nào, bạn muốn tham khảo giá cả ra sao, thì mình cứ nhắn ngay cho em để được em được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn cho cả nhà khi mà trước khi anh chị đến cửa hàng mua xe ha. Ở đây thì đối với Winner là em lên rất là nhiều màu xe cho mọi người luôn. Và chương trình trả góp của em này thì chỉ từ 5 triệu đồng thôi cả nhà. Bạn nào có tài chính nhiều hơn thì trả trước khoảng 40% giá trị con xe ha, rơi vào khoảng 16 triệu, 17 triệu nha cả nhà. Mình sẽ sở hữu được gói kèo quẹt gốc như mua tiền mặt luôn, sẽ được mức ưu đãi lãi suất tốt nhất nha. Cho nên là ví dụ như khi mà mình chuẩn bị mua xe thì mình cứ nhắn tin trước cho em để được tư vấn kỹ hơn trước khi đến cửa hàng ha. Đây, một em vàng tươi. Ngoài những cái màu này ra thì bên em Yến đang có là rất là nhiều màu xe khác cho các bạn nữa, cũng như là cập nhật đầy đủ tất cả các màu zin phiên bản năm 2022, phiên bản 2023, phiên bản 2024. Cho nên là bạn nào ví dụ như mình đang quan tâm cái màu xe nào thì mình cứ nhắn tin qua cho em để em hỗ trợ tư vấn cho anh chị nha. Đây, và cái màu này sẽ là câu trả lời cho các bạn nào mà hỏi em là xe thì có lên xanh lá cây không nhờ mọi người. Có nha các bạn, không những lên mà là lên màu sơn rất là đẹp, và lên cái kiểu thiết kế tem cực kỳ độc lạ luôn nha. Những cái thiết kế tem này thì xe lên như thế này em cũng lên một số văn kiện cho mọi người. Cho nên là ví dụ như bạn quan tâm cái mẫu xe nào thì em gửi hết cái hình con xe qua cho anh chị tham khảo nha. So theo cái ý của em thấy thì em thấy rất là đẹp luôn và rất là bắt mắt cho các bạn luôn ha. Đây, một em trắng ngọc trinh ha. Những cái màu xe em vừa quay qua thì bạn quan tâm màu xe nào thì cứ chụp lại màn hình rồi nhắn tin ngay cho em để em cập nhật giá, cũng như là giá chênh lệch giữa các phiên bản này để anh chị cân nhắc trước khi mua xe nha. Rồi, sẵn đây em quay M155 cho mọi người luôn nha. 155 thì bên em đang có một số màu mới về cho cả nhà ha. Tem thiết kế thì vô cùng độc lạ luôn nha, bao không đồng hàng cho mọi người luôn. Đây mình đến cái màu đỏ đen này đi ha cả nhà. Đây, đi đỏ đen thì em đi tem trắng đen nha mọi người. Màu trắng làm nổi bật cái tem xe của mình lên ha. Tem Racing nè, nhãn hiệu Yamaha nè. Rồi, đây mình có Exciter rất là đẹp nha. Màu sắc thì khá là hài hòa ha. Bên em Yến có nhận lên màu sơn xe đi yêu cầu luôn. Hoặc là ví dụ như bạn muốn lên một con số may mắn, hoặc là cái tên của mình ở cái yếm xe như thế này thì cũng được nha mọi người. Em thấy có một số anh chị đặt sơn rất là đẹp luôn á. Dạ rồi, màu trắng đỏ nè, rồi màu xanh nè. Mọi người ơi, đối với dòng xe này thì em đang có là hai phiên bản luôn, cả phiên bản khóa chìa và phiên bản khóa thông minh luôn nha.
Cho nên là ví dụ như bạn muốn cân nhắc giá của hai dòng xe từng phiên bản thì mình cứ liên hệ cho em để hỗ trợ tư vấn kỹ hơn cho cả nhà nha. Đây, một em trắng đỏ ha, đi tem rất là đẹp luôn. Tem này thì khá là lạ và bắt mắt cả nhà ha. Và đối với cái dòng xe Exciter 155 này, bên em miếng lên màu sơn 3D ấy, thì giá nó sẽ dao động các phiên bản từ 41.500.000 đến khoảng là 45.500.000 cho các phiên bản này nha, màu sơn từ phiên bản chìa khóa đến phiên bản khóa thông minh. Và ngoài những cái màu 3D này ra thì bên em đang có là tất tần tật các màu zin các phiên bản luôn. Cho nên là bạn quan tâm màu xe nào thì mình có thể là nhắn em để em gửi mẫu nhiều hơn cho mình xem nha. Và cũng như là bên em miếng đang có các phiên bản phanh ABS cho mọi người luôn. Giá thì chỉ từ 51.900.000 thôi cả nhà. Giá hiện tại đang còn được ưu đãi rất là sâu. Ngoài ra thì bên em báo giá cho mình đây thì sẽ chưa bao gồm chi phí biển số. Cho nên là ví dụ như anh chị đăng ký biển số ở đâu thì mình có thể là đích vào cái video này, mình để lại cái thông tin cho em, hoặc là mình có thể là nhắn tin qua cho em bên số điện thoại dưới màn hình này nha, để em hỗ trợ tư vấn cho anh chị kỹ hơn các chi phí phát sinh trước khi đến cửa hàng ha. Dạ rồi, ngoài những cái màu xe mà em quay cho mọi người xem á thì đang còn rất là nhiều màu xe nữa, anh chị nhắn tin cho em để được tham khảo hơn nhiều màu xe nha. Cũng như là còn rất là nhiều dòng xe, ví dụ như cung tay nè mọi người, Satria, Rider, Sonic, hoặc là các dòng tay ga ví dụ như là Vision, Vario, 125, 160 ha. Cho nên là bạn đang quan tâm màu xe nào, dòng xe nào thì mình cứ nhắn em để em hỗ trợ tư vấn cho cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.